Chào các bác, em là Bình. Nếu như đây là lần đầu xem clip của em và vào kênh của em thì mong mọi người cho em một lượt đăng ký kênh nút màu đỏ và một lượt like và một lượt nút bấm nút chuông để các bác có thể nhận được thông báo mỗi khi mà em đăng clip bán xe. Vâng, hôm nay ngày 1 tháng 11 2018. Em xin được trân trọng giới thiệu cho các bác một chiếc xe. Đó là chiếc Chevrolet Spark Van 2 chỗ ngồi bán tải, xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, sản xuất 2013, đăng ký lần đầu tại Việt Nam 2013. Xe được trang bị ngoại thất màu trắng. Thì như các bác cũng được biết thì chiếc xe biển D này là một chiếc xe van bán tải 2 chỗ ngồi, chỉ sử dụng được 2 chỗ đằng trước mà thôi, còn khoang đằng sau là khoang chở hàng. Bởi vì chi phí để mua một chiếc xe và chi phí lăn bánh chiếc xe cũng khá là rẻ, do vậy là chiếc xe biển D bán tải van được rất là nhiều sự lựa chọn, mà đặc biệt là các bác ở trong ngành mua rất là nhiều. Và bác nào có nhu cầu mua về chở hàng thì cũng rất là thuận tiện và hợp lý, tiết kiệm nhiên liệu, chất lượng xe nhập và được số tự động mọi người nhé. Một lần nữa giới thiệu, đây là chiếc Chevrolet Spark Van sản xuất 2013, xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, 2 chỗ ngồi, số tự động. Về phần đuôi xe thì cũng như bao chiếc xe khác thôi. Xe được trang bị gạt mưa sau này, đèn hậu khá là to. Hiện tại chiếc xe này mang biển tỉnh, em bán với giá là 200 triệu bao rút hồ sơ. Do vậy là bác nào quan tâm thì cứ alo cho em theo số điện thoại 0968 831 280. Chất lượng xe thì em cam kết cho các bác là xe không đâm đụng ngập nước. Các bác mua bán hoàn toàn có thể yên tâm tại cửa hàng. Em nói luôn để cho mọi người đỡ mất thời gian để phải xem xét. Giá 200 triệu bao rút hồ sơ. Chiếc xe này thủ tục sang tên chỉ rơi vào khoảng 5 triệu đồng nữa mà thôi. Vâng, một chiếc Chevrolet Spark Van rất phù hợp cho bác nào có thể mua cho vợ này, đi quanh quanh đi chợ, chở con đi học. Và bác nào có nhu cầu chở hàng thì khoang đằng sau không ngồi được mà, do vậy là rất là thuận tiện. Và các bác trong ngành thì mua có thể đi 5 người hoàn toàn bình thường. Vâng. Một chiếc Chevrolet Spark nhập khẩu 1.0 số tự động, sản xuất 2013. Xe được dán tem thể thao ở phần sườn xe rất là đẹp. Về khoang đằng sau thì chủ nhân họ đã độ được một chiếc ghế có thể gập lên để chúng ta đi 5 người hoàn toàn bình thường, và ngả xuống là một khoang chở hàng các bác nhé. Bởi vì vốn chất chiếc xe van bán tải này nó là dòng xe 2 chỗ mà thôi, đằng sau là khoang chở hàng dùng cho thị trường Hàn Quốc và nhập về Việt Nam mọi người nhé. Em cũng nói luôn mọi người là không hoán cải được, do vậy là mọi người xác định để trước khi gọi điện hỏi em. Và một lần nữa em xin được trân trọng giới thiệu, đây là chiếc Chevrolet Spark Van sản xuất 2013, xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, số tự động, bán tải van 2 chỗ ngồi, em bán với giá là 200 triệu bao rút hồ sơ. Bác nào quan tâm thì cứ alo cho em theo số điện thoại 0968 831 280. Một lần nữa cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Các bác nhớ đăng ký kênh giúp em. Chào các bác.